Giờ đọc sách buổi sáng của các bạn nhỏ trường tiểu học Phan Đình Phùng, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Từ khi đi vào hoạt động, không gian thư viện mở này là nơi mà đa số các bạn học sinh của trường chọn để thư giãn vào những giờ giải lao. Thư viện là trái tim của trường học, là nơi học sinh chọn lựa sách báo, tìm kiếm những kiến thức và sử dụng kiến thức trong học tập. Vì vậy, ở những cấp học mầm non, tiểu học, phụ huynh nên khuyến khích con em làm bạn với sách, nhằm giúp các em bước đầu nhận biết về thư viện, đồng thời hình thành nếp đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc đến các em ngay từ các cấp học này. Chỉ đơn giản là việc vào thư viện để đọc sách, thế nhưng lại giúp các em khám phá được nhiều điều mới lạ, tiếp thu thêm những cái hay, cái đẹp có trong sách. Và thông qua những hoạt động kỹ năng mượn sách, trả sách và cùng đọc sách với các bạn sẽ rèn luyện cho các em tính mạnh dạn, tự tin và hòa đồng, tính kỷ luật, lễ phép và trung thực. Con nghĩ rằng với cái thư viện đẹp như thế này thì các bạn sẽ siêng năng tới đây đọc sách nhiều hơn, sẽ giữ cho thư viện này mãi mãi xanh sạch đẹp. Trong rất nhiều mô hình thì thư viện mở đang được xem là cách làm hiệu quả trong việc thu hút bạn đọc tiếp cận sách tốt nhất. Thư viện sẽ được sắp xếp theo hướng mở, thân thiện, tiện ích và sắp xếp theo khoa học, giúp cho các bạn đọc có một môi trường đọc sách thoải mái. Theo đó, sách được trưng bày trên kệ mở, được phân loại theo trình độ đọc và được dán mã màu. Kệ sách được thiết kế phù hợp với chiều cao của học sinh tiểu học và sơn theo từng mã màu tương ứng. Các đồ vật khác như thảm xốp, bàn thấp và vật phẩm giáo dục cũng được trang bị và sắp xếp trang trí nhằm tạo ra môi trường đọc một cách thân thiện và cuốn hút. Con cảm nhận thấy nó rộng rãi hơn, nổi bật hơn, hoạt bát hơn. Và con rất vui khi trường con có một thư viện mới, sạch, đẹp. Và con mong là mấy học sinh, mấy em nhỏ đều đến đây để đọc những câu chuyện bổ ích và thú vị để tạo cho ngôi trường xanh sạch đẹp hơn. Con thấy rất vui, hào hứng vì trường mình có một thư viện sạch và đẹp như vậy. Con trước đây thì con đọc sách ở thư viện nhưng rất ít. Con hứa sẽ bảo vệ này để thư viện này để cho các em học sinh đến đọc sách hiểu biết nhiều hơn về lịch sử và vui vẻ hơn. Có thể nói việc hình thành phát triển thói quen đọc sách cho trẻ cần sự chung tay giữa nhà trường và gia đình. Vì vậy, các hoạt động khuyến đọc của nhà trường như thế này sẽ tạo cho các em sự yêu thích và niềm đam mê đọc sách, hình thành được thói quen xem sách là bạn và lan tỏa điều ấy cho các bậc phụ huynh. Thật vậy, cho đến nay, mô hình thư viện mở thân thiện đã được áp dụng rộng rãi tại hầu hết các trường trên địa bàn tỉnh, góp phần rèn luyện kỹ năng đọc, xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh. Bởi trong môi trường giáo dục, việc phát triển thói quen đọc sách với mục đích giúp các em trở thành người độc lập sẽ góp phần nâng cao năng lực ngôn ngữ, khả năng giao tiếp cho các em học sinh.